Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là quay chiếc Yamaha IB của mình ha các bạn. Hôm nay thì mình làm tới 4 giờ chiều mới về, cho nên là mình rửa xe hơi trễ và bây giờ mình quay clip cũng hơi trễ. 5 giờ lúc mà mình rửa xong là 1 tiếng đồng hồ sau, và 5 giờ có một bạn khách thì từ dưới Sài Gòn lên nhà mình thay nhớt các bạn. Thì bạn đi cũng khá là xa, mình cũng thấy rất là ngại. Tại cái vấn đề là bạn mua nhớt với lại mua đồ của bên mình á, mà khi mà ship tới bạn thì lại bị thiếu sản phẩm. Thì có báo cho mình thì mình mới lục cái clip mà lúc mà mình làm hàng ra. Tại vì cái chỗ làm hàng của mình đó các bạn thì có gắn camera, thì mình mới thấy là cái đơn hàng của bạn là mình bỏ đủ. Nhưng mà bây giờ khi mà nhận hàng thì bạn không có kiểm trước mặt của bưu tá là cái nhất. Cái thứ hai là khi mình khui hàng mình không có quay lại clip, cho nên là không có cái chứng cứ hay bằng chứng gì để mình có thể là làm việc với lại cái bên vận chuyển hết. Đấy, cho nên là bạn mới chạy lên. Mình tính là kêu bạn đó là để mình ship hàng trả cho bạn, nhưng mà bạn nói thôi cũng gần cho nên là thôi chạy lên trên mình thay nhớt rồi sẵn là giao lưu luôn đó. Thì qua cái câu chuyện này á, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn á, là nếu như mà mình mua hàng ở shop của mình cũng như là bất cứ shop nào cũng vậy, thì khi mà mình thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng xong thì các bạn nên kiểm tra hàng trước mặt của nhân viên nếu như mà có thể, hoặc là các bạn nhờ người khác nhận rồi thì về nhà lúc mình khui hàng ra đó các bạn thì nó còn nguyên si mà nguyên tem nguyên mạc, thì các bạn mới ra quay clip và khui cái hùng ra là chắc cú nhất. Ví dụ như mà nếu như có hiếu hụt hàng á, thì các bạn báo cho bên mình hoặc là bên bất cứ shop nào khác biết là mình nhận hàng bị hiếu như vậy, thì mình sẽ kiểm tra lại cái camera ở nhà để xem là cái gói hàng là của bạn đó là có đủ hay không đó. Nếu như mà thiếu do bên mình á, thì bên mình sẽ trả cho bạn rất là ok, rất là vui. Nhưng mà nếu như mà do cái quá trình vận chuyển mà nó bị mất hàng thì mình sẽ làm việc với bên đơn vị vận chuyển, chúng ta sẽ có được hai cái clip để làm bằng chứng giữa người bán và người nhận hàng đó. Thì mình thay nhớt xong cho xe bạn thì bây giờ là mình mới bắt đầu là quay cái clip về chiếc Yamaha IB, thì cũng chia sẻ với các bạn về cái quá trình mua hàng như vậy. Thì ở trong những cái review clip của mình đó các bạn, thì có những cái đơn vị người ta bán hàng, cũng bán hàng ở trên web, trên Shopee, thì người ta mới để những cái link bán hàng nó vô trong những cái clip của mình, vô phần comment đó các bạn. Thì vô tình hồi nãy là bạn khách này cũng có chia sẻ với mình là bạn tưởng đâu cái link đó là của shop mình mới bấm vào mua, thì không phải đó. Rồi đây mình cũng muốn chia sẻ luôn các bạn, khi mà các bạn xem những cái view clip từ YouTube của mình mà các bạn thấy được cái link mua hàng thì các bạn bấm vào, thì cái link đó phải có tên là Phạm Tuấn Sonat thôi các bạn. Và nếu như mà các bạn không chắc ăn là mình thì các bạn có thể là nhắn tin ở trong cái app đó của mình, cái Shopee có cái phần nhắn tin, các bạn có thể là nhắn tin trực tiếp để xác nhận coi là phải mình hay không ha đó. Và nếu như mà trên app Shopee thì mình nghĩ là chỉ có tên của một mình của mình đó là Phạm Tuấn Sonat, nghĩa là viết liền, viết có hoa, viết hoa và viết liền các bạn, thì các bạn mua hàng sẽ không có bị lầm ha đó. Bất cứ cái đường link nào mà không phải tên Phạm Tuấn Sonat, tức là không phải kênh bán hàng của mình, các bạn nên lưu ý để mua hàng. Thì khi mà các bạn mua hàng ở những cái kênh mà không phải của mình mà trong video clip của mình, nhiều bạn sẽ hiểu lầm là cái tôi mua hàng của Phạm Tuấn, nhưng mà khi mà về đó thì cái chất lượng hàng nó không có được ok đó, thì các bạn lại tưởng là mình bán hàng không có tốt, không chất lượng cho các bạn, thì rất là khó xử cho mình luôn đó các bạn đó. Rồi nhiều khi các bạn mua hàng vậy xong các bạn gọi điện cho mình, các bạn nói sao tôi mua hàng vậy mà ship hàng không đúng, hay là chất lượng nó không có đúng đó, thì mình rất là khó xử luôn đó. Phải hỏi là bạn mua hàng như thế nào, ở đâu các kiểu, thì nó rất là mất thời gian, vừa phiền phức cho bạn mà vừa phiền phức cho bên mình. Tại vì bên mình không có bán những cái mặt hàng không có chất lượng như vậy, cho nên là khi mà các bạn đã mua hàng thì các bạn nên tham khảo thông tin cho nó chính xác. Thứ nhất, cái số điện thoại mà của bên mình đó các bạn là 033 250 8102, chỉ có một cái số điện thoại này thôi hả các bạn. Nếu như mà những bạn nào mà xài app Shopee được, mua hàng online được á, thì các bạn bấm vào đường link Shopee nó sẽ hiện ra cái tên của shop mình là Phạm Tuấn Sonat viết hoa ha các bạn. Bất cứ trường hợp mà không phải tên Phạm Tuấn Sonat là các bạn biết đó là không phải là cái kênh bán hàng của mình, thì các bạn có thể là mình report ở trong cái kênh YouTube luôn, chứ là cái phần mà ở cái phần mà comment của cái người mà người ta chèn những cái đường link mà không phải là shop Phạm Tuấn vô đó, các bạn có thể là report giúp cho mình để tránh là các bạn mua lầm, cũng như là những người khác người ta cứ tưởng là
mua của shop Phạm Tuấn thì nó rất là phiền phức ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng mình đồng hành trong những cái video clip cũng như là quan tâm tới cái kênh Phạm Tuấn với những cái mặt hàng mà chăm sóc xe, rồi đi tour cũng như là mình quay về xe. Ở đây thì các bạn đang thấy là cái chiếc Yamaha IB125 mình đi cũng khoảng 8.000 mấy cây rồi các bạn. Và hôm nay thì các bạn thấy là chiếc xe của mình vẫn còn rất đẹp. Và mình sau khi mà mình chia sẻ với các bạn về thông tin, những cái thông tin như vậy xong á, thì mình cũng muốn chia sẻ về một tí xíu về xe cộ ha. Hôm nay thì xe mình mới vừa thay lại cái yên. Cái yên này là lúc đó là mình mua xe xong rồi mình thay một cái mẫu giống y vậy các bạn. Chạy một khoảng thời gian á thì mình mới suy nghĩ là mình làm cho nó êm cái mút bên trong á, mình làm cái foam cho nó êm. Lót lại mụn cái mút kim đan á, nệm kim đan vô cho nó êm các bạn. Nhưng mà mình đã rất là sai lầm khi mà mình làm như vậy. Nó sai cái foam, nó sai hoàn toàn cái foam luôn. Thì cái lúc mà mình ngồi á, thì cái yên xe mà mình rất là êm các bạn. Chạy khoảng 5-10 cây thì các bạn cảm giác nó chưa có là cái vấn đề gì hết. Nhưng mà khi mà đi xa đó các bạn thì nó sẽ bị đau lưng rất là nhiều. Nghĩa là mình làm cái yên này nó êm nè các bạn. Nó khác hoàn toàn với là cái yên zin của một cái dòng xe nào đó mà người ta làm sẵn mà nó êm là nó khác ha các bạn. Còn ví dụ như mình đi mình lót nệm, lót mút đồ lên để cho nó êm á, mình ngồi thì nó lại hoàn toàn khác. Và khi mà các bạn đã làm cái foam của cái yên xe nó khác rồi đó thì cái tư thế ngồi của các bạn nó cũng sẽ bị thay đổi. Đó, và các bạn chạy có tốt hay không á là một phần là do cái yên xe. Ví dụ như á là khi mà mình làm cái yên này nó cao lên tí xíu, các bạn ngồi mà sẽ cảm giác người mình nó cao hơn nhiều á. Đó, thì cái người của bạn nó sẽ đổ về phía trước nhiều tí xíu. Thì cái tư thế ngồi của các bạn nó cũng đã thay đổi rồi. Và nếu như mình làm cái yên lại mà làm không tốt á, thì nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề giống như là đau lưng, đau vai, cái eo của mình nó cũng bị mỏi. Đó, cho nên là khi mà mình làm một cái yên á, thì rất là quan trọng ha. Hôm nay là mình đổi lại cái yên giống như cái yên ngày xưa mà mình lúc mà mua xe IB mình đổi cho cái chủ bán xe IB này các bạn. Thì cái shop bán chiếc xe IB này là cái anh Hưng Xe Con Tay, thì các bạn có thể là mua xe ở cái tiệm của ảnh. Thấy khá là ok các bạn, ở trong miền Nam là ảnh ở cái đường Ung Văn Khiêm á, mới di chuyển địa chỉ qua bên đường Ung Văn Khiêm. Chuyên là kinh doanh những cái dòng xe Yamaha IB. Về cái chất lượng xe thì mình đi tới thời điểm hiện tại 8.000 cây thì mình thấy là rất là tốt, rất là ok, không có vấn đề gì cả. Thì cái tiệm của anh Hưng Xe Con Tay này thì có là bán xe IB rồi độ xe các kiểu. Thì cái bô này mình cũng mua của ảnh nè, rất là tốt, rất là ok các bạn. Nếu mà so với những cái dòng xe IB của các bạn mà giao lưu với mình mà đi tự gắn bô hoặc là mình mua ở bất cứ chỗ nào á, thì cái âm thanh của tiếng bô nó rất là dở, nó không có được giống như cái bô của chỗ mình mua người ta bán cho mình ha. Thì xài tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn rất là ưng ý cây bô này đó. Còn về cái vấn đề mà mình độ xe IB như thế nào á, thì cái chỗ mà bán xe người ta có những cái gói độ, những cái bài độ cho các bạn sẵn luôn. Các bạn mua xe xong các bạn để xe đó tầm khoảng một tuần lễ là người ta độ full bài luôn. Ví dụ như là bánh căm rồi các kiểu ghi đông rồi này nọ, thì các bạn có thể là để cho cái tiệm bán xe người ta độ sẵn cho mình luôn cũng được đó. Nhưng mà riêng bản thân của mình á, thì mình không có độ sẵn, thì mình sẽ lên những cái món ví dụ như là cặp vỏ chẳng hạn đi. Xe IB này thì cái nó làm hơi kỳ kỳ ở cái phần mà mâm sau là nó 16 inch, là mâm trước là 18 đấy, cho nên là cái bánh trước các bạn thấy không, nhìn nó bự, nhưng cái mâm sau này thì nhỏ đó. Dẫn tới là ví dụ như mình thay cái vỏ xe nó hơi bị khó. Thì cái dòng xe IB này thì được cái là nó xài cái dạng vỏ mà gai mãng cầu này nó hợp các bạn. Thứ nhất là cái bảng nó bự, nó cao cái xe lên rất là nhiều đó. Nhìn cái xe nó cao ráo hơn nhiều so với là cái vỏ zin. Và được một cái lợi thế nữa đó là mình sử dụng cái vỏ mãng cầu này thì là cái vỏ không ruột luôn. Còn vỏ zin theo xe là vỏ có ruột, cho nên nếu như mình đi đường xa thì mình thay cái vỏ không ruột và cái gai mãng cầu này thì đi rất là tốt, rất ok. Nhưng mà về cái tốc độ xe thì nó sẽ bị hạn chế tí xíu, tại vì do cái vỏ mãng cầu, cái thứ nhất là cái kết cấu vỏ nó bự, nó nặng. Cái thứ hai là cái mãng cầu nó không có được liền lạc các bạn. Cái gai mãng cầu đó, nó không có liền lạc giống như là một cái vỏ bình thường, cho nên là mình chạy mình cảm giác là cái xe nó không có mượt. Ví dụ như bình thường đó, các bạn chạy xe này cũng được ngoài trăm cỡ khoảng 105-110 gì đó. Nhưng mà khi mà hai cái vỏ này vô thì các bạn chỉ chạy được tầm khoảng 90-95 tới 100 thôi. Đấy.
Với cái mức giá để mà sở hữu chiếc Yamaha IB này thì mình nói thật sự là nó cũng khá là cao. 45 triệu ra giấy tờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, với một cái chiếc xe 125cc. Chưa tính tới tiền gắn đồ đồ này nọ nữa là 45 triệu thì các bạn thấy rất là cao. Nếu mà so với là xe Winner, xe Accenter thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái sự lựa chọn khác nữa ha. Ví dụ như xe Winner thì bạn thấy là nó rơi vào khoảng 48, 49, 50 triệu là mình có một chiếc xe 150 rồi. Chiếc xe, những cái dòng xe đó thì chạy rất là bốc, rất là nhanh, rất ok. Nhưng mà cái dòng xe IB này á, thì nó chuyên về chở, di chuyển bình thường và chở đồ, chở hàng. Hoặc là trong những cái tour mà dài ngày á, thì các bạn có thể là đi với xe IB rất là ok. Đó. Với một cái bình xăng 11 lít đi tầm khoảng 550 cây thì mình đã từng đi thử rồi. Đấy, 550 cây là chưa hết xăng các bạn, vẫn còn khoảng 1 lít mấy á. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là cực kỳ tốt. Cái thứ hai đó là cái xe người ta đã thiết kế cho mình cái dạng như chở đồ, thì các bạn nhìn thấy là nó có gắn sẵn cho mình cái ba ga, và cái phục ở phía sau này nhún rất là ok, có những cái nút tăng chỉnh, ví dụ mình chở nặng mình tăng chỉnh. Đây, như các bạn thấy nè, nó có một cái dòng xoắn như thế này, thì các bạn có thể là mình ràng, mình móc đồ dây ràng đồ các kiểu lên rất là tiện lợi ha. Nó thiết kế cái dạng mà để chở đồ các bạn, cho nên xe này nó hoàn toàn nó tối ưu về cái vấn đề mà mình chở đồ á. Với cái lực kéo, nghĩa là mình chở hàng á, mình cần là cái lực kéo của xe nó mạnh á, chứ không phải là mình cần tốc độ. Cho nên nữa là chiếc xe này được thiết kế trang bị cho mình một cái máy đứng, chứ không phải là một cái máy nằm ngang giống như là xe quay rim đó. Nếu như mà các bạn đem xe quay rim ra, mình nghĩ là đua còn thắng chiếc IB luôn á. Tại vì cái dòng máy đứng này nó sẽ thiên về cái moment xoắn cao hơn, moment xoắn mạnh hơn. Bây giờ mình chở hàng, mình thồ đồ á, nó ok hơn. Cộng với là cái xe này là xe con tay. Còn ví dụ như mình đi xe quay rim á, thì nó sẽ không có được cái cảm giác của xe tay con. Và mình nói thật sự á, là cái xe này á, chạy rất có cảm giác của xe mô tô luôn đó các bạn, chứ không phải là một chiếc xe 125cc đâu ha. Cho nên nhiều bạn á, là cứ hỏi mình là anh vừa chạy xe phân khối lớn mà sao anh vừa chạy những cái dòng xe phân khối nhỏ này hay vậy. Thì khi mà mình chạy từ xe phân khối lớn mà mình xuống chiếc xe Yamaha IB này mình chạy các bạn, thì cái cảm giác đó nó vẫn rất là ok. Do là mình làm, mình gắn cái bô cổ chai này là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình thay thế cái ghi đông zin bằng một cái ghi đông khác. Đó, có một cái video clip mình làm chia sẻ với các bạn về cái chỗ mà mua đồ đó, thì các bạn có thể là lục lại để mình xem ha. Tại vì bây giờ nếu mà nói cái chỗ mua đồ đó, thì mình mua cái chiếc xe IB này mình mua ở rất là nhiều chỗ. Đồ ví dụ như bô là một món, là một chỗ nè, gác chân là một chỗ nè, ốc nhớt là một chỗ nè, dây tăng áp thì bên mình order từ bên Nhật về không nói rồi, bu ri dây tăng áp thì bên mình, rồi ghi đông là một chỗ nè, rồi những cái món mặt hàng ở trên xe của mình là hầu như là giống như là Liên Hiệp Quốc, nghĩa là mình kiếm rất là nhiều chỗ chứ không phải là nó tập trung lại một chỗ hay các bạn. Chỉ có riêng là cái dây tăng áp với lại bu ri là bên mình có bán thôi ha các bạn. Nếu như bạn nào mà muốn hai bu ri cũng như dây tăng áp thì có thể là liên hệ bên mình. Dây tăng áp và buri thì ngoài cái dòng xe Yamaha IB thì mình còn có bán cho dòng xe Yamaha và Winner đó. Chiếc xe này nếu như mà mình thay cái mâm, cái cặp niềng mà niềng 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 câm á các bạn, thì rất là đẹp, rất là phù hợp với xe. Và cái niềng đó thì mình đi niềng 17 cho bánh trước và bánh sau luôn, thì cái xe nó cực kỳ hợp. Nhưng mà để mà thay được một cái bộ niềng mà gọi là hàng tốt để mà chạy mà ok đó các bạn, thì mình nghĩ là không có nhiều chỗ mà người ta độ được cái xe cho nó như ý các bạn. Cho nên nếu như mà ăn chắc mặt bền thì các bạn chỉ cần mà hai cái cặp vỏ giống như mình đang chạy ở đây á, cho cái mâm trước và mâm sau zin để cho nó ok nhất để mình chạy mà nó không có vấn đề gì hết á, thì các bạn hai cái dòng vỏ giống như của mình đang chạy đây là ok nhất rồi. Chi phí nó cũng không bao nhiêu, cặp vỏ này mình nhớ không lầm hình như nó tầm 1 triệu mấy à. Đó. Vỏ là vỏ không ruột luôn các bạn, cho nên là chạy không có sợ bị lủng. Khi mà mình cán đinh thì nó sẽ không có xẹp liền, thì mình có thể là giá sau cũng được. Về cái phần mà bóng đèn xe IB các bạn, thì các bạn có thể là mình mua một cái bóng đèn LED. Bóng đèn LED này tên gì mình cũng quên mất tiêu rồi các bạn. Như các bạn có thể là mình nghiên cứu thêm ha. Thì khi mà mình gắn một cái bóng LED thay cho cái bóng sợi đốt zin theo xe đó các bạn, thì nó sẽ có cái độ sáng rất là tốt,
cộng với là cái chó nó bự, cái chó đèn của xe này nó bự sẵn các bạn, cho nên nó rọi ra cái độ sáng rất là ok. So với ví dụ như xe Accenter hoặc là xe Winner, các bạn muốn cái đèn nó sáng hơn á thì các bạn một lần là phải gắn đèn trợ sáng. Nhưng mà với chiếc IB này các bạn chỉ cần thay cái bóng zin thôi. Cái bóng zin mình thay bóng led nhưng mà vẫn là màu vàng luôn nha các bạn, chứ mình không thay màu trắng. Tại vì sao? Cái đường của Việt Nam của mình á, khi mà mình cái nhựa đường á, khi mà mình thay cái màu trắng lên mình chạy mình rọi ra thì mình sẽ không có thấy rõ bằng cái màu vàng. Và khi mà mình đi đường trời sương mù á thì cái bóng màu vàng nó vẫn tốt hơn, nó vẫn bắt sáng tốt hơn, rọi sáng xa hơn hả các bạn, nó không có bị chói. Ví dụ như các bạn mà đi vô những cái vùng mà có sương mù á, mà các bạn sử dụng cái bóng đèn màu trắng các bạn rọi ra là các bạn không thấy cái gì để chạy luôn á. Đó. Cho nên là nếu như mà thay bóng thì mình thay bóng màu vàng vẫn là ok hơn. Xe này thì mình có làm theo cái chắc công tắc để gắn đèn L4 rồi, nhưng mà mình thấy là một cái dòng xe nó nhỏ như thế này á, thì chạy tốc độ cũng không bao nhiêu, cứ chạy đều đều tầm khoảng 60-70 thì với cái bóng đèn zin mà hai cái bóng led rồi nó đã quá sáng rồi, không cần phải gắn đèn trợ sáng thêm. Chỉ trừ những cái trường hợp ví dụ như mà đi xuyên Việt hai người chẳng hạn đi, thì cái Tết năm nay mình nghĩ là mình sẽ đi với vợ thì mình sẽ gắn một cái cây mé bên tay phải. À, tại sao mình lại không gắn bên tay trái mà mình lại gắn bên tay phải các bạn? Bởi vì khi mà mình gắn bên tay phải á, mình rọi á, là nó sẽ đi vô cái mé nó hướng lề, nó không có rọi vô cái mặt của người đối diện nhiều. Đó, chủ yếu là mình chỉ cần rọi xuống cái mặt bề mặt đường á, để cho mình thấy coi nó có ổ gà này nọ hay không. Rồi cái phần mà đèn chính ở trên này nè, nó sẽ rọi ra xa xa tí xíu thì mình sẽ quan sát được phía trước có chướng ngại vật gì hay không là rất ok rồi. Đấy là mình cái cách xài đèn L4, cái trợ sáng của mình là như vậy các bạn, chứ không phải là mình gắn để mình rọi. Có nhiều cái video clip của các bạn mà mình làm vlog á, mình thấy là gắn bóng đèn bên, hình như gắn bên tay trái luôn, bên tay trái á, mà rọi đèn rọi chĩa hẳn vào bên hướng ngược chiều của người ta. Thì mình nói thật sự luôn là các bạn đang gây nguy hiểm cho bản thân các bạn và cho người đi đối diện đó. Tại vì các bạn, nếu như mà các bạn đi ngược chiều với xe tải các bạn cũng biết rồi, tức là người ta rọi đèn pha mình không thấy đường, mình không thấy đường thì mình sẽ không tránh được cái chướng ngại vật ở ngay phía trước đầu xe của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ không xác định được là cái hướng đường mình đang chạy là nó như thế nào. Có nhiều khi mà nó có một cái cua nhẹ đi, người ta pha đèn như vậy mình không thấy, mình sẽ lao hẳn xuống dưới cái đường mương luôn, sẽ rất là nguy hiểm. Thì chính vì cái nguy hiểm đó, hoặc có nhiều khi là người ta không thấy được cái hướng người ta sẽ chạy, người ta tâm hẳn vô mình luôn chẳng hạn đó, cho nên là nó rất là nguy hiểm. Khi mà các bạn đi đường thì có nhiều bạn ghét xe tải, muốn là mình gắn đèn trợ sáng để mình rọi hẳn vô mặt của mấy người mà chạy xe tải để cho người ta hạ pha hoặc là để bỏ ghét. Nhưng mà vô tình đó là mình đang làm hại bản thân mình mà mình không biết. Có nhiều trường hợp pha xong rồi người ta không thấy đường, người ta chạy, người ta tông mình luôn đó. Rồi lúc đó rồi hỏi sao mà mình chơi ngu lấy tiếng hả các bạn. Cho nên nếu như mà đi đường tối á các bạn, gặp những cái trường hợp mà người ta pha đèn, cái cách xử lý như thế nào, cách chạy như thế nào mà để cho nó không bị chói mắt thì mình sẽ chia sẻ sau trong những cái video clip mà mình đi thực tế vào ban đêm cho các bạn dễ hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này ha. Nếu như mà các bạn muốn một dòng xe để mà đi làm, đi chơi, đi tour, gọi là mang đậm cái tính chất gọi là sao ta, gọi là cái tính chất mà lãng tử các bạn, gọi là mình chạy mình feel rồi nghe nó có vẻ gì đó mô tô mà tiền mình thì lại không tới, nghĩa là các bạn chỉ có 45 triệu thôi mà các bạn muốn mình chạy xe giống như mô tô có bình xăng trước, thì Yamaha IB 125 là một cái dòng xe đáng để quan tâm, đáng để mua ha các bạn. Và tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chạy chiếc Yamaha IB ha, và chưa có ý định bán cái dòng chiếc xe này. Cho nên nếu như mà bạn nào mà xem clip mà có hỏi mình là chừng nào bán thì chia lại, thì mình nói thật sự luôn là chắc là mình không biết gần chừng nào mới bán. Nếu như mà các bạn thấy video clip hay cũng như là ủng hộ kênh của Phạm Tuấn thì có thể là đăng ký kênh cũng như là like ủng hộ clip ha. Nếu như mà có những cái gì mà chưa vừa ý hoặc là mình muốn góp ý gì đó thì các bạn có thể là comment ở phía dưới, hoặc là các bạn hỏi những cái vấn đề gì mà nhiều người quan tâm thì mình sẽ làm clip về cái vấn đề đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.